tiếng bô cho anh em nghe cái. Nói cho anh em nghe nha, mấy anh em đang chuẩn bị ăn cơm, chờ đánh chết bữa ăn, anh em qua lấy con vít chín trong đêm tối, đâu vô đứng gần xe coi. Đó. Rồi sao lúc đầu đặt 250 mà cuối cùng lấy vít chín nè. Thấy vít chín bự ghiền quá mạnh hả, hôm nay nhiêu tuổi rồi? cười đó. Chị xe này là chị cho đúng không? Nói chung á, trên mạng sẽ có nhiều người ta sẽ nói ừ này tiền gia đình mua, ta ganh tị rồi, hiểu không em? Mình có tiền mình chơi chứ, như anh cũng suy nghĩ là giờ mình có điều kiện mình xài, chẳng lẽ bây giờ nhà em có 1 tỷ, chẳng lẽ giờ em không xài, đúng không? Mình phải xài theo đúng nhu cầu mục đích sử dụng của mình, chứ không có gì ngại hết á. Anh em có nhiều anh em nói cũng kỳ á, ừ tao chạy chiếc quay của tao nó hãnh diện hơn, nhớ không? Nghe không? Nhà có điều kiện thì chơi tới đó chứ, đúng không? Có tiền cứ chơi cho nó đã, nó trải nghiệm chứ. Bây giờ em đủ tiền em ăn sáng một tô phở mà bắt em ăn xôi sao được, đúng không? Mình phải ăn phở cho đủ chất chứ. Hôm nay mình giao cho anh em nè. Đâu rồi, đội quân đèn led, rọi đèn led vô cho xôi cổ bô đồ cho đẹp đẹp coi. Đội quân đèn led nè anh em, tôi ở nhà nè, đang mặc quần đùi luôn á anh em, thấy chưa? Thấy chưa anh em? Ống sáng chân luôn đó, xe rồi, giờ chỉ chạy thôi. Đúng 12.000 chạy qua thay nhớt hay nước mát đồ, tại vì em ít đi á, chạy qua thay nhớt hay nhớt xịn lại nước mát xịn luôn là ok. Đó, giờ sao? Giờ giao xe chứ sao hả? Còn kia chuẩn bị mua xe gì? Nó phải nè. Cái bên. Sao chạy lại nó? Rồi. Lui xe. Hỗ trợ. Để xe xuống. Cẩn thận nha, xe của idol tương lai đó, idol 17 tuổi. Rồi xuống. Giờ khuya mà anh em dạo này lấy xe khuya mà. Chuẩn bị cơm nước tới nơi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm luôn, sao ăn cơm rồi quá. À, trời ơi, giỏ rồi. Nhìn đã không anh em? Trời ơi. Bây giờ về luôn hay sao? Không giống vài câu thôi. Về chạy đi cà phê chứ mới về. Từ 150 mà lên 900 luôn hả? Cảm giác sao? Nói cho anh em nghe coi. Mạnh lắm anh. Mạnh hả? Mạnh lắm. Mạnh rồi sao nữa? Đẹp. Đẹp, ừ. Tiền không mà sao không đẹp được? Đó, rồi thôi. Bye bye. Xong rồi. Cà vẹt anh đưa hôm sáng rồi. Rồi. Dắt xe ra kia để dắt chỗ quen đi, tập dắt xe chỗ quen đi, ở đây học sinh ta học. Bây giờ mày dắt đây hay là mày nắm đây là dắt à? Đâu nắm đi đâu, dắt tới rồi giao. Rồi tập dắt luôn, ok luôn. Ở đây tối mình không cho, trước khi dắt là phải đẩy chân trống lên đó, thấy chưa? Ai biểu lấy xe ban đêm vậy? Ban đêm người ta ngủ hết nè, thấy không? Nhà ai cũng ngủ hết.
đề tiếng XC lên trời ơi. Tập đi, chơi xe với anh Minh là phải có ý thức. Rồi đi theo idol luôn. Hướng bự con mà, trời nó 17 tuổi nó bự còn hơn anh đó. 17 tuổi bẻ gãy sườn trâu hả? Bữa đua không? Bữa đi tour không? Đi tour không? Đi không? Đi không? Có gì anh nhắn nha, đi tour thú nha. Dạ ok. Chạy cứng nha. Đúng rồi, đi chạy rồi đó. Lên đây rồi, quẹo đây luôn. Đó, đúng rồi. Rồi, đâu đề tiếng bô lên cho anh em nghe coi. Đề tiếng bô cho anh em nghe cái. Giờ chuẩn bị ăn cơm, tắm rửa, đi tập gym rồi đúng hơn. Đâu vô anh em mình nè. Vô nè. Vô cam nè Hưng nè. Đó, chuẩn bị tắm rửa, tập gym anh em. Qua lấy xe luôn. Đó, bye bye anh em nha. Anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh. Nhớ like, subscribe, đặc biệt phải đăng ký kênh cho anh em tôi nha. Rồi, hẹn anh em những clip sau và hy vọng anh em sẽ mua được nhiều con xe ưng ý nha. Vô luôn à. Cần thiếu em à. Ngày vô là chắc đâu thì hủy súp đâu quá Thi ơi. Hát câu nghe ơi. Bài gì hát gì cũng được. Bài gì mới ra nhỉ? Hát đi, hát thử cho anh em nghe coi giọng hát của mày coi. Bài gì mới ra mình. Hát đây lẹ ơi. Nó giọng hát một lần nó hát là tụi tôi bỏ cơm luôn á. Hello. Hello. Hey, mày nói gì? Ơi, thằng này giống tôi ngủ không nha mày. Mày làm ngủ không thôi. Mỗi lần nó phát cái ra giống ngủ không kìa. Rồi ok anh em ha. Rồi bye bye anh em. Giờ tụi tôi sẽ vô ăn cơm. Đi tập gym. Trễ giờ rồi. À bữa giờ tập gym được cơ bắp rồi anh em. Ok anh em ha.